Chị Nguyễn Thị Nga hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương. Dự kiến trong quý 4 này, hai xã Thanh Dương và Xuân Tường sẽ chính thức sáp nhập thành xã Xuân Dương. Vì vậy, những cán bộ bán chuyên trách như chị Nga vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Quá trình công tác của tôi là từ năm 2015 đến nay thì đã gần 10 năm, thì cũng sau thời gian sáp nhập thì cũng rất mong muốn là sẽ tiếp tục cống hiến, thì mong muốn là sẽ được bố trí ở một công việc phù hợp. Trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện có 16 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sáp nhập theo chủ trương sẽ còn 7 đơn vị. Điều này dẫn tới 158 cán bộ công chức dôi dư, trong đó có 71 cán bộ và 87 công chức. Theo trưởng phòng nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, trước mắt huyện sẽ sắp xếp bố trí công việc cho những công chức, cán bộ dôi dư tại đơn vị hoặc biệt phái đến hỗ trợ những đơn vị khác trên địa bàn. Những người còn lại sẽ chuyển đơn vị công tác khi có đơn vị thiếu biên chế. Một số người sẽ nghỉ khi hết nhiệm kỳ hoặc đăng ký nghỉ theo nguyện vọng. Khó khăn hiện nay là trong cái đội ngũ cán bộ của 16 xã sáp nhập thì họ đang tâm tư, cũng ảnh hưởng đến cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ từ nay cho đến khi sáp nhập. Tuy nhiên thì ban chỉ đạo huyện cũng đã có cái văn bản chỉ đạo là từ nay cho đến khi thực hiện sáp nhập xong thì yêu cầu là cấp ủy chính quyền của 16 xã thị trấn vẫn tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ. Trong khi đó, tại Cửa Lò, dự kiến việc sáp nhập thị xã Cửa Lò về thành phố Vinh cũng dẫn tới 207 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp dôi dư. Số cán bộ, công chức, viên chức này sẽ phải tinh giản trong 60 tháng, dự kiến đến năm 2029. Được cán bộ thị xã thì cũng có băn khoăn là khi sáp nhập hai đơn vị hành chính vào nhau thì số lượng cán bộ dôi dư. Trong đó thì các cấp trưởng rồi cấp phó anh em băn khoăn là làm sao đó mà đánh giá cho đúng cái năng lực sở trường để khi bố trí cho nó đúng nó trúng năng lực, những người mà có kém hơn thì lùi lại để với những người khác. Trong bức tranh sắp xếp cán bộ dôi dư, đâu đó vẫn còn những điểm sáng khi có những người sẵn sàng xin nghỉ để nhường lại vị trí cho thế hệ kế cận trẻ hơn, sẵn sàng cống hiến. Đó là trường hợp ông Phạm Hữu Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, xin nghỉ hưu trước tuổi. Nhờ gương mẫu đi đầu, ông cũng đã kêu gọi được hai người cùng xin nghỉ hưu sớm, tạo thuận lợi cho việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp nhập. Thân tôi này mặc dù là nếu như theo độ tuổi về hưu thì đến tháng 11 năm 2029 thì mới đến tuổi về hưu. Nhưng mà bản thân cũng nhận thức được là và ông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm là tạo điều kiện cho tổ chức, đồng thời là tạo cái động lực cho cái đội ngũ cán bộ công chức của xã Hồng Long được tiếp tục cân nhắc và bố trí. Những người như ông Phạm Hữu Hồng dù là điểm sáng nhưng vẫn phải nhận thức rõ rằng việc vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức nghỉ theo nguyện vọng không phải là vấn đề cốt lõi của việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Trên thực tế, nhiều cán bộ, công chức trong hàng chục năm qua đã có nhiều cống hiến trong công việc. Vì vậy, cần có chính sách khách quan, công tâm, công bằng để đảm bảo thực hiện đề án một cách hiệu quả nhưng vẫn nhân văn, khoa học, không gây ra quá nhiều xáo trộn trong xã hội. Thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ riêng đội ngũ cán bộ, công chức của xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 là 1.712 người, trong đó cán bộ giữ cương vị lãnh đạo là 885 người, công chức là 827 người. Dự kiến sẽ tái bố trí sắp xếp 913 cán bộ, công chức theo quy định, gồm 514 cán bộ chủ chốt, 399 công chức ở 43 đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy, số cán bộ, công chức dôi dư sẽ là 799 người, gồm 374 cán bộ và 425 công chức. Trong cái giai đoạn 2023-2025 thì rút kinh nghiệm từ cái giai đoạn trước thì lần này thì tỉnh ta đã rất chủ động để xây dựng kế hoạch và đưa vào những cái giải pháp căn cơ để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc của giai đoạn trước. Và lần này thì tỉnh đã căn cứ vào cái quy định của Trung ương
và cái đề xuất của các địa phương để đưa ra một cái lộ trình cụ thể. Một trong những cái giải pháp là tỉnh đã chủ động để dừng cái việc tuyển dụng bổ nhiệm mới từ rất sớm, để rồi tôi xây dựng cái nghị quyết để hỗ trợ cho những cái cán bộ công chức mà nghỉ việc do dôi dư. Trong thời gian tiếp theo thì đề nghị các địa phương cũng phải hết sức chủ động linh hoạt, bám vào cái kế hoạch của đề án đã đề ra để có những giải pháp hết sức linh hoạt và quyết liệt bám vào đề án để thực hiện theo đúng cái lộ trình